Ui cái vồ đếm. Trời ơi anh Phúc lão đại lên hàng nha. Trời ơi ngon lành. Ở đây có cá vồ luôn. Lấy vợ con. Ở đây cũng xúc luôn. Ê cho chạy lên. Ê dướng rồi. Ê, dướng rồi. Rồi, ok. Rồi, hello cả nhà nha. Chào mừng cả nhà. Đây. Mình bữa nay mình đi chung với anh Phước nha. Lão đại bữa nay khai cần mới, cây cần xịn lắm nha. Bữa nay thì Hưng đi vô đập cây khế nha cả nhà. Thì cái khúc đoạn sau này bữa nay canh con nước nó chết nước á, nên câu đại rất là ngon. Thì cái bãi này thì Hưng cũng mới vô thôi, lão đại thì ảnh biết rồi, ảnh mới dẫn Hưng vô nha. Cái bãi này mình thấy lần đầu tiên vô thì rất là đẹp luôn nha. Ở phía trong thì cũng có một cái ao cũng im lắm, câu bên đó cũng được. Thì ở ngoài này thì bữa nay mình thấy con nước im ở ngoài sông thì mình tranh thủ mình đánh nha. Rồi bữa nào mà nước nó lên xuống nhiều á thì mình vô ao mình đánh. Thì cái bãi này mình thấy cái lượng cá ụt rất là nhiều nha cả nhà, quá trời nhiều luôn á. Thì mình sẽ giới thiệu cái bãi mà tự nhiên, rồi cái bãi ở mấy cái bãi mà nào mà đánh chừng 50k một ngày cho các bạn, cùng các bạn thấy cái nào hợp á thì mình chơi. Thì cái bãi này thì thiên nhiên nha cả nhà, ngoài sông luôn. Bãi này thì có những hàng cây ở phía ngoài thì rất là mát luôn, thích hợp cho các bạn mà cắm trại luôn á. Rồi bây giờ để mình quay cái quang cảnh xung quanh chỗ nhà mình xem nha. Ai thì lão đại đi test cần nha. Cái cần này thì chung họ với cái cần gì anh Phước? Chung họ với tầm xanh luôn á, cũng gần giống nha. Bữa nay là lão đại khai cần mới mua luôn. Bữa nay thì kiếm hàng khủng để kéo nha. Con này đập trâu đập bò chứ đập cá là chịu không nổi. Đó, cái đây khúc sông nè cả nhà, quá trời cá bữa nay ụt luôn nha. Bữa nay thì một ngày hứa hẹn nha. Các bạn muốn câu thì cứ ra cái bãi này rất đẹp, cá nhiều nữa, quá trời ụt rồi. Thôi giờ để mình tranh thủ mình xuống cần rồi mình câu cho cả nhà xem nha. Rồi các bạn cùng theo dõi hành trình câu cá của mình với anh Phước nha. Rồi lên cá nha. Trời ơi con lau kiến quá trời, lau kiến quá hớp rồi. Trời ơi khủng khiếp, lau kiến nè, cống vợt luôn. Trời ơi. Đây bạn dây dẫn cá lau kiến lên nè. Bạn em quá hay nha, cá hợp lệ luôn. Lau kiến mà ăn miệng luôn nha. Trời ơi nó bự. Khủng khiếp cả nhà ơi. Trời ơi vô gọng luôn, con này nướng ăn sướng luôn nè. Quá khướng cá. Lau kiến gì đâu bự dữ. Lên hàng cả nhà ơi. Ôi ôi, lau kiến luôn nha. Hàng này là hàng cá mập. Đó. Trời ơi con. Cái lau kiến không? Khai cần lên lau kiến không à. Dữ thiệt chứ. Quá bể luôn ơi. Quá bể luôn. Quá dữ nha. Có ai mà cần bài mồi cá lau kiến cứ liên hệ anh Phước nha. Nãy giờ anh giật lên lau kiến khủng không đó. Không bằng bạn Gen nha. Bạn Gen còn khủng hơn nữa. Cá của bạn Gen là biết nói chuyện luôn rồi đó. Hát luôn hả? Dữ dội luôn. Rồi luôn, xảy luôn rồi. Trời ơi. Trời ơi, cương quá. Đứt luôn hả? Trời ơi, bạn dê bị đứt lưỡi nha cả nhà. Đụng lâu đụng con hàng thì đứt lưỡi luôn rồi. Quá dữ. Cái này là Hugo tương lai nha cả nhà. Con này bự lắm luôn á. Mà đợi khoảng 3 năm nữa. Vô tương lai đừng câu để 3 năm nữa hả câu. Chưa. Kiến. Lên. Lên ha. Nhìn là biết câu kiến rồi. Nhấp hoài luôn. Mày hả bữa dính miệng luôn mới chịu nha. Cho vô gọng. Cả nhà ơi. Ui cái vồ đếm. Trời ơi anh Phúc lão đại lên hàng nha. Trời ơi ngon lành. Ở đây có cá vồ luôn. Lấy vỏ con. Ở đây miếng xúc luôn. Ý ý. Cho chạy lên. Ê dướng rồi. Ê, dướng rồi. Rồi, ok. Rồi, đến. Dướng rồi. Dướng vào vậy. Ok. Ồ, lão đại lên hàng. Trong này mà có vồ đếm luôn. Ủa, cái gì đó. Cái cha hay vồ? Không có vồ đếm, có cha. Cha hả? Trời ơi. Trời nó mập. Nãy giờ ăn cám no luôn. Trong này mà lên cá vồ nữa. Cá chai. Cá vồ đó, tôi đếm đâu. Không biết luôn. Ủa, có cá chai không? Em không gành mấy cá này luôn. Cá này sao nó thật uống nục. Nói chung là cá cha đi. Trời ơi, đã chưa? Cú nu à. Quá trời ú luôn, cái bụng một bụng trứng, một bụng gì cám á. Nó mập. Vô rộng luôn. Quá đã. Hả? Trời ơi. Cá tuột lửa đứt lửa vậy ta. Rồi cá bự rồi. Trời ơi, dên đứt lửa tiếp. Buồn thiệt chứ, nó xuống đẹp cỡ đó luôn. Cũng trễ cả nhà, giờ về nha. Bữa nay thì ít à, mấy con lao kiến với thêm con cá cha với mấy con cá rô phi thôi. Đó, thành quả bữa nay mà con cá rô phi thì nhỏ nè, không có to, chỉ có mấy con cá lao kiến là khổng lồ thôi. Quá trời to luôn. Cá lao kiến bự nhất là của Gen. Của Gen đó, cá to nhất của Gen nha. Gen cũng bung hết này con cá ngu luôn. Rồi, bữa nay cũng chảy hơi nhiều, cá bự không, đứt thẻo hết. Rồi cũng trễ rồi cả nhà. Giờ Hưng xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo nha. Cả nhà xem video thay nhớ đăng ký like ủng hộ Hưng nha. Rồi xin chào tạm biệt cả nhà.